Được rồi, thế thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục bình bệnh án. Hôm nay mình đổi món đi tí, mình làm bình bệnh án bệnh nhân Basdo nhỉ. Thế thì màn hình xe thì các em đã có cái trên màn hình các em đã hiện ra cái slide ở đây chưa? Rồi cô ơi. À thế tốt rồi. À Thảo trình bày bệnh án với cô. Dạ vâng. Cô các anh chị em xin đọc bệnh án ạ. Bình bệnh án. Về hành chính, một, họ tên Nguyễn Thị Kiều Linh, giới nữ, tuổi 24, nghề nghiệp nhân viên hành chính, địa chỉ Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Về chuyên môn, lý do vào viện, hồ đánh trống ngực. Bệnh sử, cách vào viện 1 tháng, bệnh nhân xuất hiện hồ đánh trống ngực, cảm giác tức ngực, run tay chân, gầy sút 3 kg trong 1 tháng. Bệnh nhân vẫn ăn uống bình thường, không khó thở, không sốt, không đau ngực, không ho, không đau bụng, không nôn, không buồn nôn, đại tiểu tiện bình thường. Đi khám vào viện ạ. Về tiền sử, bệnh nhân chưa phát hiện bệnh lý trước đây, không có tiền sử dùng thuốc trước đây, chưa phát hiện tiền sử dị ứng thuốc và thức ăn, kinh nguyệt đều, gia đình chưa phát hiện bất thường. Khám toàn thân, bệnh nhân tỉnh, chiều cao 1m58, cân nặng 46, BMI là 18,43, bệnh nhân không vàng da, không vàng cùng mặt mắt, huyết áp 130 trên 80, mạch 130 lần trên phút, có hội chứng cường giáp, da nóng ẩm, hộp đánh trống ngực, run tay chân. Bệnh nhân không phù, không xuất huyết dưới da, tuyến giáp to độ 2, không có rung mưu, không có tiếng thổi, hạch ngoại vi không sờ thấy, vùng cổ không sưng nóng đỏ đau. Về khám cơ quan bộ phận tim mạch, lồng ngực cân đối, mỏm tim ở khoang lên sườn 5, đường giữa đòn trái, không đau ngực, không khó thở, nhịp tim đều, tần số 160 lần trên phút, tiếng T1, T2 rõ, không có tiếng thổi bất thường, huyết áp 130 trên 80, mạch cảnh, mạch ngoại vi bắt rõ, không có dấu hiệu mạch kích động. Về hô hấp, bệnh nhân không ho, không khó thở, rì rào phế nang rõ đều hai bên, rung thanh đều hai bên, gõ trong. Về khám bụng, bụng cân đối, không sẹo ngủ cũ, gan lách, không sờ thấy, đại tiểu tiện bình thường. Về thần kinh, bệnh nhân run tay ở các đầu ngón, biên độ nhỏ, không có yếu cơ, phản xạ gân xương hai bên đều. Về da không thấy phù niêm trước xương chày, về mắt bình thường, khám ở cơ quan bộ phận khác chưa phát hiện bất thường. Em xin đọc tóm tắt bệnh án. Bệnh nhân nữ 24 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, đợt này vào viện vì hồi hộp đánh trống ngực. Qua hỏi bệnh và thăm khám phát hiện các hội chứng và triệu chứng sau. Bệnh nhân tỉnh, không sốt, huyết áp 130 trên 80, mạch 140 lần trên phút, có hội chứng cường giáp, hồi hộp đánh trống ngực, da nóng ẩm, run tay chân, gầy sút 3 kg trong 1 tháng, không vàng da, không có biểu hiện mất nước, tuyến giáp to độ 2, không có tiếng thổi tâm thu, không có phù niêm trước xương chày, hai mắt bình thường, tim đều, T1, T2 rõ, các cơ quan bộ phận khác chưa phát hiện bất thường. Về xét nghiệm đã có FT4 là trên 100, picomol trên lít, TSH là dưới 0,005, AST, ALT là 79 trên 184. Về câu hỏi đặt ra ở bệnh nhân này, một, chẩn đoán sơ bộ của bệnh nhân này, hai, đề nghị xét nghiệm cận lâm sàng, lý do đề xuất, ba, chẩn đoán phân biệt và lập luận, câu thứ tư là chẩn đoán xác định và lập luận, thứ năm là lựa chọn điều trị ở bệnh nhân này và lập luận, thứ sáu là theo dõi. Em xin trình bày xong ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Thảo đã trình bày một cái ca cũng chúng ta cũng gặp trên lâm sàng, và đối với cô thì ca nào cũng hay vì mỗi ca nó có một cái đặc điểm hay riêng. Thế thì cái này bác sĩ Thảo cũng đã gửi cho em bệnh các bạn bệnh án và các bạn cũng đã thảo luận khá là sôi nổi. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng lần lượt từng phần để chúng ta thảo luận. Thứ nhất là bạn kết đi. Kết cho cô xem cái chẩn đoán sơ bộ của bệnh nhân này thì em nghĩ tới cái gì? Em kết Alo. thưa cô. Alo cô ơi, em là Quyết, em báo cáo cô em vào được rồi ạ. Ok, Dạ vâng ạ. Dạ. Cảm Nhưng ơn mà em em. Quyết nào phát biểu thì Rồi. anh bật mic anh đi. Rồi cảm ơn Quyết. Cô mời bạn Kết. Em thưa cô, em cô có nghe rõ em nói không ạ? Alo, cô có nghe rõ em Chẩn nói đoán sơ không ạ? bộ của bệnh nhân là gì thì cô có như em nói to thêm tí nữa. Thưa cô, theo em thì với bệnh nhân này em chẩn đoán sơ bộ là bệnh nhân có hội chứng cường giáp Nói to phía thêm sau. tí nữa, Kết ạ. Dạ, cô nghe rõ không ạ? Cô nghe rõ Nói không to ạ? thêm tí nữa. Ờ. Cô nghe được chưa ạ? Được rồi, ok. Được rồi em ạ. Vâng Nói ạ. to thì nói Thưa cô, với em chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân này là bệnh nhân hô có hội chứng cường giáp trên tăng tăng men gan ạ. Chứng cường giáp.
Điện thoại mẹ biết rồi, thế là lại đầy mũi ra mồm rồi à? Con cũng tham gia học này. Hội chứng cường giáp và bệnh nhân có tăng men gan. Được rồi. Cái này thì nó về thuật ngữ một tí thôi thì cô cũng sửa luôn cho các em. Nếu mình chẩn đoán là hội chứng nhiễm độc giáp thì nó chính xác hơn là cường giáp nhé. Yeah. Vì có những bệnh nhân nó hormone tăng và các cái triệu chứng của nhiễm độc giáp nhưng mà lại không phải là do tuyến giáp tăng sản xuất ra hormone. Em hiểu không nào? Ví dụ như người ta uống hormone tuyến giáp chẳng hạn, nó cũng gây ra các triệu chứng nhiễm độc giáp mà không phải do bản thân tuyến giáp tăng sản xuất hormone. Do vậy mình chẩn đoán đúng nhất là hội chứng nhiễm độc giáp nhá. Em hiểu không? Đấy. Thì nó đúng hơn. Được rồi, hội chứng nhiễm độc giáp. Hôm trước có thảo luận thì chị Quỳnh ạ. Chị Quỳnh có chẩn đoán cho bộ là nhiễm độc giáp. Đúng rồi. Nhiễm độc giáp, tăng men gan, ok. Bây giờ đến phần thứ hai nữa là phần thứ hai là các em đề nghị các cái xét nghiệm cận lâm sàng gì ở bệnh nhân này và lập luận tại sao mình lại đề xuất các xét nghiệm đó. Cô mời mời bạn Hằng. Hôm trước là bạn Hằng Thu Hằng này đúng không? Có đề chẩn đoán là hội chứng nhiễm độc giáp thì cô thì thấy là đúng rồi, nhiễm độc giáp. Cô nhỉ? Em cô. Khóa 24 thì chẩn đoán sơ bộ là nhiễm độc giáp và tăng men gan thì là chẩn đoán thế thì nó đúng hơn. Mời bạn Hằng. Em chào cô ạ. Em có với chẩn đoán sơ bộ thế thì em có đề xuất một số xét nghiệm ạ. Một là công thức máu ạ. Trường hợp này thì cần biết là bệnh nhân có thiếu máu hay không, bệnh nhân có tăng nhịp tim thì có thể có phối hợp với lại cái thiếu máu hay không ạ. Thứ hai là chú ý nhiều đến bạch cầu, đặc biệt là bạch cầu đa nhân trung tính ạ. Vì trong trường hợp mà cường giáp, trong trường hợp cường giáp và điều trị các thuốc kháng giáp trạng thì có thể là giảm bạch cầu, đặc biệt là bạch cầu đa nhân trung tính ạ. Công thức máu có thể xem có các bệnh lý máu phối hợp đặc biệt hay không ạ. Về sinh hóa máu thì em đề xuất được rồi, mình từng cái một đã nhé. Thì vâng. Về công thức máu cô hoàn toàn nhất trí là chúng ta cần phải làm ở bệnh nhân này. Tuy nhiên thì các xét nghiệm cô cũng mong muốn các em là sẽ chia vào nhóm xét nghiệm dùng cho chẩn đoán xác định, nhóm xét nghiệm mà chẩn đoán nguyên nhân, rồi nhóm xét nghiệm mà dùng để cho theo dõi điều trị và chẩn đoán, nhóm xét nghiệm nữa là chẩn đoán biến chứng. Thế thì các em đi về thành hầu hết tất cả bệnh nhân chúng ta đều đi về các cái phần như thế thì chúng ta sẽ đỡ bỏ sót các cái xét nghiệm và chúng ta sẽ biết lý do tại sao chúng ta làm các cái xét nghiệm như vậy. Em hiểu không nào? Thế thì ở bệnh nhân này thì nhiễm độc giáp thì em đã khẳng định được bằng chẩn đoán chưa? Em với cô là ở bệnh nhân này trong tay em có chưa? Em có trong tay em thì là vừa lâm sàng thì có triệu chứng có triệu chứng vâng. Hóc môn tuyến giáp thì F T4 và TSH em TRAB em có rồi ạ. Vâng, về cái phần đâu làm gì đã có TRAB. À vâng vâng, em xin lỗi ạ. Vâng, có F T4 TSH vâng. Có F T4 TSH đây rồi. Thì dạ, với vâng cái này đã chẩn đoán được là nhiễm độc giáp chưa? Em có chờ như thế này đã chẩn đoán được nhiễm độc giáp rồi ạ. Vâng. Đúng rồi. Vâng. Là chẩn đoán được nhiễm độc giáp. Thế bây giờ thì mình sẽ các cái vậy thì chẩn đoán nguyên nhân của nhiễm độc giáp này là gì? Đúng không nhỉ? Dạ vâng ạ. Vâng. Em sẽ phải cần các cái ở trong phần này thì chẩn đoán phân biệt này. Thôi rồi, cái câu đấy cô sẽ dùng cho cái phần chẩn đoán phân biệt cũng được. Nhưng mà cô muốn các em sắp xếp theo các cái nhóm như thế thì các em sẽ đỡ bỏ sót các cái xét nghiệm cần làm cho bệnh nhân. Đấy. Các em sẽ đi theo là chẩn đoán nhóm xét nghiệm dùng cho chẩn đoán xác định, chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán biến chứng và theo dõi điều trị. Rồi vâng. Các bệnh kèm theo nữa thì các em sẽ cứ phân thành các cái nhóm xét nghiệm như vậy thì các em sẽ không bỏ sót được các cái phần xét nghiệm nào và các em sẽ biết lý do tại sao mình làm các xét nghiệm đấy. Hằng hiểu không? Dạ vâng ạ. Nhá. Thì bây giờ đi về cái công thức máu thì cô cũng nói luôn là công thức máu của bệnh nhân này cô hoàn toàn nhất trí là các em cần phải làm.
Thế thì trong công thức máu thì chúng ta phải chú ý tới các thành phần nào? Thì kể cả ba thành phần hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu của bệnh nhân chúng ta đều cần phải chú ý. Vì sao lại phải chú ý tới cả hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu của bệnh nhân? Thì trong basodo có thể có thiếu máu hồng cầu nhỏ. Trong basodo cũng có thể phối hợp với các cái bệnh lý tự miễn và gây ra cái xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát. Do vậy tiểu cầu basodo là bệnh tự miễn cũng có thể phối hợp với xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát tự miễn. Còn bạch cầu thì các em cũng đã trình bày rồi. Bạch cầu thì chúng ta cũng cần phải trong quá trình mà bản thân basodo cũng có thể gây hạ bạch cầu. Và trong quá trình điều trị thì các cái thuốc đều có thể gây ra hạ bạch cầu, các thuốc kháng sinh tổng hợp đều có thể gây ra hạ bạch cầu, và mình vẫn cần phải theo dõi. Mình cần phải biết trước và trong quá trình điều trị mình cần phải theo dõi. Thế thì nếu như mà kết quả xét nghiệm mà một trong ba cái hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu thấp quá thì cái việc sử dụng thuốc kháng giáp trạng của chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc, chứ không phải chỉ có mỗi là bạch cầu thấp là chúng ta mới phải chú ý đâu. Nếu bệnh nhân thiếu máu nhiều quá hoặc là bệnh nhân mà tiểu cầu thấp quá thì đó cũng là một trong các cái mà chống chỉ định của kháng giáp trạng tổng hợp. Thì cô cũng lưu ý các em là như vậy. Trước đây chúng ta thông thường cô chỉ thấy các bạn chú ý tới bạch cầu thôi, nhưng hoàn toàn không phải như thế. Cả hồng cầu, cả tiểu cầu các em đều phải chú ý, và lý do tại sao phải làm thì cô đã nói rồi. Tiếp theo bạn Hằng cho cô biết là làm nữa. Dạ vâng ạ. Em ơi cô, em sẽ làm thêm dạ. Alo. Em này to lên. Vâng, em cô, em sẽ làm CRP và máu lắng ạ. Trong trường hợp này thì cần biết xem có hội chứng viêm hay không để chúng em có thể phân biệt với lại viêm tuyến giáp bán cấp để kinh doanh ạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Hằng. Dạ. Trước cũng hỏi bạn bạn Quân, nhóm trưởng của nhóm 24, em có đồng ý là làm CRP với máu lắng hay không, với lý do bạn Hằng nghĩ ra là cần làm để chẩn đoán phân biệt với viêm tuyến giáp bán cấp được các anh? Cho cô nghe cho em nói không ạ? Cô có nghe rất rõ cô nè. Vâng, thưa cô, là trong cái nhiễm độc giáp thì có một cái nguyên nhân gây giải phóng hormone tuyến giáp, cũng là cái đầu tiên là nó cũng nghĩ đến cái viêm tuyến giáp bán cấp để các anh ạ. Tuy nhiên rằng là bệnh nhân thì thường là sau một đợt nhiễm virus, thì mà bệnh nhân này thì đúng là em xem xét nghiệm có cái bạch cầu là 15.000 thì cũng có thể làm thêm các cái xét nghiệm đó để chẩn đoán phân biệt cho bệnh nhân ạ. Do virus thì bạch cầu có tăng hả em? À không ạ. Rồi thì nó sẽ không tăng. Sao lại bảo là vì bạch cầu 15.000 hay là em cũng muốn làm cái? À thì bởi vì là em thấy là bạch cái nguyên nhân là bạch cầu nó tăng nên là em muốn làm thêm cái đó thôi, chứ còn không làm để chẩn đoán phân biệt với cái kia em. Thế vì bạch cầu tăng thì em làm CRP màu lắng với mục đích để làm gì? Để xem cái bi lăng viêm của bệnh nhân này như thế nào thì có. Chứ còn cái viêm tuyến giáp bán cấp thì các anh thì em không nghĩ là làm cái CRP màu lắng. Vâng. Thường thì cái đó chẩn đoán dựa vào tiền sử mấy lâm sàng của bệnh nhân. Bệnh nhân này thì không có sưng đau gì tuyến giáp cả. Rồi. Cô mời bạn Oanh nào. Bạn Oanh của nhóm 23, Huỳnh Thị Oanh. Dạ vâng ạ. Em cho cô thì ý kiến, cô muốn xem ý kiến của em về làm cái CRP với máu lắng ở bệnh nhân này. Em cho cô là bệnh nhân này, vì bệnh nhân có bạch cầu tăng cao ạ, thì mình cũng là nên làm các bi lăng về viêm để kiểm tra. Thế thì khi mà kết quả xét nghiệm mà bạch cầu tăng thì em có hỏi thêm bác sĩ Thảo về các cái triệu chứng gì khác không? Có cần phải khám lâm sàng kỹ khác nữa không? Thôi được rồi. Chúng ta sẽ để cái CRP với máu lắng lại, và tí nữa cô sẽ quay lại cái xét nghiệm này để bạn Hằng và bạn Oanh và bạn Quân
thấy là mình có cần phải làm CRP lắng ở bệnh nhân này hay không. Cần làm thêm xét nghiệm gì nữa? Bạn Tuệ. Bạn Tuệ của nhóm 23. Dạ, em thưa cô là em đề nghị làm thêm siêu âm tuyến giáp ạ. Siêu âm tuyến giáp? Vâng. Về cái siêu âm tuyến giáp thì với mục đích gì hả bạn? Em thưa cô là để phát hiện những cấu trúc bất thường của tuyến giáp, như có nhân hoặc là có những bất thường khác ạ. Ở bệnh nhân này thì khi mà siêu âm tuyến giáp với cái nhiễm độc giáp này thì giúp em phân biệt cái bệnh gì, giúp em chẩn đoán như thế nào và giúp cho phân biệt như nào, hay giúp cho theo dõi, hay giúp cho biến chứng? Em thưa cô là chẩn đoán phân biệt các u tuyến giáp của ạ. Chẩn đoán phân biệt với các cái biểu như nhân tuyến giáp, đúng, nhân giáp vâng, gây ra nhiễm độc giáp phải không nào, hay còn gọi là adenotoxic. Gì nữa? Vâng. Gì nữa không? Là các bệnh viêm tuyến giáp của ạ. Viêm tuyến giáp gì? Viêm tuyến giáp bán cấp mạn tính ạ. Viêm tuyến giáp bán cấp được các anh là sau vâng, khi nhiễm virus với cả viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto. Vâng. Rồi gì nữa? Vậy trong Basdo thì hình ảnh siêu âm tuyến giáp em sẽ thấy hình ảnh gì? Trong viêm tuyến giáp bán cấp dưới các phanh thì em sẽ thấy hình ảnh như thế nào? Và trong viêm tuyến giáp Hashimoto em sẽ thấy hình ảnh như thế nào? Em thưa cô là hình ảnh của Basdo là tuyến giáp mà không có u biếu gì và tuyến giáp là không có nhân gì, điển hình là không có nhân. Rồi gì nữa? Có các tăng sinh mạch. Tăng sinh dầu mạch máu tại tuyến giáp. Hình ảnh tuyến giáp mà trong tất cả các trường hợp nhiễm độc giáp thì siêu âm tuyến giáp bắt buộc phải làm. Nó giúp cho chẩn đoán khá là tốt và nó là cái xét nghiệm mà không xâm lấn, dễ làm. Do vậy đứng trước tất cả các bệnh nhân mà có nhiễm độc giáp bắt buộc các em phải chỉ định làm siêu âm tuyến giáp. Và siêu âm tuyến giáp thì điển hình trong Basdo thì các em sẽ thấy là tuyến giáp to lan tỏa cả hai thùy và cả eo tuyến đều to hơn bình thường. Thứ hai là độ echo nó rất là giảm trên siêu âm mà nó giáp. Ba nữa là tuyến giáp rất là giàu mạch máu, trên cái siêu âm cấp len hậu thì em sẽ thấy là hình ảnh tuyến giáp rất là giàu mạch máu và đó là cái hình ảnh mà điển hình trong trường hợp mà nhiễm độc giáp sau Basdo. Dạ, vâng. Còn lại trong viêm tuyến giáp bán cấp, cái này cũng nghĩ là chắc là bạn Quyết nhỉ? Cô vừa hỏi Quyết đúng không nhỉ? À, cô vừa hỏi Quệ, còn Tuệ, cô xin lỗi, cô vừa hỏi Tuệ. Thì cái hình ảnh siêu âm tuyến giáp trong viêm tuyến giáp bán cấp chưa? Em cũng nhìn rồi, hình ảnh giảm âm. Nói to lên Tuệ ơi, cũng nghe rõ. Vâng, em cô là trên tuyến giáp, viêm tuyến giáp thì hình ảnh giảm âm không đồng nhất. Viêm tuyến giáp bán cấp thì tôi yêu cầu tất cả các bác sĩ mà làm về siêu âm tuyến giáp cũng phải hỏi các triệu chứng lâm sàng của người ta. Thông thường viêm tuyến giáp bán cấp thì tuyến giáp sẽ rất là đau, để nguyên cũng đau, nói cũng đau, nuốt cũng đau và sờ vào cũng rất là đau. Trên siêu âm khi mà khám thì chúng ta cũng có thể sờ thấy từng đau, có thể là thùng tuyến giáp chắc như là cái nhân đấy. Các cái nhân đấy sờ vào cũng khá là đau. Và trên siêu âm thì các em có thể thấy những cái vùng tuyến giáp giảm âm mà tới không rõ với các cái tổ chức còn lại. Nó có thể ở một thùy, nó cũng có thể ở cả hai thùy, và cái ổ đấy nó có thể to nhỏ tùy vào mức độ mà viêm bán cấp của bệnh nhân. Và tương với những cái ổ giảm âm như thế thì khi mà đặt đầu dò siêu âm vào những cái ổ đấy ấn thì bệnh nhân khá là đau trên các cái ổ đó.
thì đấy là một phần mà các em khi mà siêu âm tuyến giáp nó cũng giúp cho mình chẩn đoán khá như này. Về lâm sàng thì cô cũng chia sẻ là có hôm cô ngồi khám đến giờ chưa rồi khám khác chuyển sang những cái bệnh nhân mà có nhiễm độc giáp cứ nhẹ thôi. Thế thì sơ bộ thì cô cũng lười, cô cũng định là kê thuốc luôn. Nào cô có vẻ như là các cái triệu chứng của Basdo không rõ và các cái cho bệnh nhân đi siêu âm. Siêu âm về thì siêu âm rất là nhanh. Thì siêu âm về thì hình ảnh thấy điển hình không khí nhiễm độc giáp sau Basdo rồi. Tuyến giáp kích thước bình thường, đập độ echo bình thường và cũng không có khi dầu mạch máu tại tuyến giáp. Thế thì ngồi hỏi kỹ lại thì hóa ra là bệnh nhân có khi biếu cổ đơn thuần và bệnh nhân bác sĩ được bác sĩ cho uống hormone tuyến giáp. Cho uống hormone tuyến giáp thì nó sẽ gây ra các cái triệu chứng của nhiễm độc giáp thôi. Đấy. Thế nên là cái phần siêu âm tuyến giáp nếu mà các bạn làm để ý hoặc là làm chuyên sâu một tí thì cái siêu âm tuyến giáp rất quan trọng và cái thăm khám tuyến giáp rất quan trọng để cho mình chẩn đoán phân biệt các bệnh lý tuyến giáp. Nó là cái xét nghiệm rất là đơn giản và dễ làm và không xâm lấn. Đấy, thì cô cũng muốn chia sẻ như vậy để các em chú ý tới các cái bệnh lý bất thường trong tuyến giáp. Còn những cái biểu, những cái nhân tuyến giáp mà gây ra cái nhiễm độc giáp thì những cái nhân này thì là những cái nhân không đau tí nào và trên siêu âm nó là cái những cái nhân cũng rất là giảm âm và tại các nhân đó và các cái khu vực khác của tuyến giáp có thể sẽ là teo nhỏ đi hơn so với bình thường bởi vì bản thân cái nhân đấy sản xuất ra hormone tuyến giáp nó sẽ làm ức chế làm cho tê sắt thấp xuống và các cái phần lành khác của tuyến giáp hoạt động theo sự điều khiển của tê sắt vì vậy mà cả các phần khác của tuyến giáp nó có thể teo nhỏ đi và nó cái phần khác của tuyến giáp nó cũng không có hình ảnh giảm âm và tăng sinh mạch. Thì nếu như gặp những cái nhân như vậy và nếu bệnh nhân có triệu chứng nhiễm độc giáp với FT4 rất tăng thì chúng ta cũng có thể là biết được sơ bộ biết được các cái nguyên phân biệt được các cái nguyên nhân của nhiễm độc giáp với nhau. Sao vậy mà cô cũng hết sức là đồng ý với các em là chúng ta cần phải làm siêu âm tuyến giáp cho bệnh nhân. Em đưa cô ạ. Tận Tuệ nói đi. Em với cô được cấp quyền để tắt mic của em Đặng Tài Tuệ bạn Galaxy Note 9 Galaxy Note 9 á. Vì các bạn ấy không tắt mic rất ồn mà em không nghe được cô nói gì cả. Bạn Tuệ đang trả lời cô, bạn gì ơi? Bạn xung quanh không có âm thanh gì ạ? Có bạn Galaxy Note 10 Plus. Bình thường có một cái ăn đi bạn đấy cô tắt mic xuống một em chào các anh chị hôm nay tham gia buổi hôm nay ăn có thể em ăn mic đi giúp em cái mic trên màn hình của các em à. Các em ấn vào cái nút ở phía bên tay trái ấy. Nó là nút đấy thì các em ấn vào cái nút đấy thì nó sẽ là hiện ra cái hình mà đỏ và có cái vạch chéo ngang vào đấy thì là các em sẽ không nói không ảnh hưởng gì. Còn khi nào các em phát biểu thì các em sẽ ấn lại vào nút đấy, chính vào cái nút đấy. Nó hiện ra màu trắng thì các em có thể là lúc đấy các em phát biểu các em nói được. Em có nghe rõ cô không? Có quá ạ. Nghe rõ rồi gì? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi. Bây giờ cô mời tiếp bạn bạn Thu Quỳnh. Chúng ta sẽ làm thêm xét nghiệm gì cho bệnh nhân? Em thưa cô ạ. Em sẽ làm thêm xét nghiệm điện giải đồ ạ. Điện giải đồ. Tại sao phải làm xét nghiệm điện giải đồ cho bệnh nhân? Dạ, thưa cô là trong giải đồ thì mình sẽ chú ý đến ion kali và ion canxi vì trong nhiễm độc giáp thì sẽ gây ra tình trạng giảm kali máu xương nên mình phải làm điện giải đồ ạ. Trong Basdo thì việc xét nghiệm điện giải đồ cũng khá là quan trọng cho bệnh nhân đặc biệt là những cái bệnh nhân mà nhịp tim nhanh tới 140 lần một phút như này thì trong Basdo
hay có các cái triệu chứng về hạ kali máu và những cái thay đổi về canxi cũng có thể là có thay đổi. Chính vì vậy mà các em cần phải làm điện giải đồ cho bệnh nhân cô hoàn toàn là bên cạnh đó thì kali máu thì hay gặp ở những cái bệnh nhân nam giới bị nhiễm độc giáp hơn là nữ giới. Tuy nhiên cô cũng gặp khoảng vài ca nữ giới là có hạ kali máu. Và hôm nay ở khoa cô hiện đang có một bệnh nhân mà có nhiễm độc giáp mà hạ kali máu và liệt luôn tứ chi. Chính vì vậy đối với những cái bệnh nhân mà có liệt dưới hoặc liệt tứ chi thì cái phản xạ các em cũng cần phải làm xét nghiệm điện giải đồ xem có hạ kali máu hay không. Và ngược lại những bệnh nhân mà vào mà có phát hiện hạ kali máu, một trong các nguyên nhân các em cần phải tìm đó chính là bệnh nhân có nhiễm độc giáp hay không. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới hạ kali máu, tuy nhiên những nguyên nhân mà nhiễm độc giáp gây ra hạ kali máu gặp khá thường xuyên trên lâm sàng. Bạn Quỳnh có thể giải thích cho cô là tại sao bệnh nhân Basedo chúng ta có thể có bị hạ kali máu? Dạ em thưa cô ạ, bệnh nhân hạ kali máu có thể do độc giáp gây tăng đường máu và kali đi kali. Quỳnh nói to một tí vì cô nghe không rõ. Dạ em thưa cô ạ, bệnh nhân Basedo hoặc là bệnh nhân nhiễm độc giáp nói chung thì có các tình trạng là ví dụ như là rối loạn về có tình trạng ví dụ như là rối loạn về tiêu hóa thì bệnh nhân có thể bị rối loạn điện giải thì có hạ kali máu, là trong một số trường hợp bệnh nhân có tăng máu thì kali máu đi vào tế bào dẫn đến làm giảm kali máu. Một số trường hợp do cái chế độ ăn của người Việt Nam thì giàu carbon hydrate hơn cũng gây tăng đường máu và kali đi vào trong giảm kali máu ạ. Ngoài ra nữa thì cũng có thể là người ta còn chưa biết đến cái yếu tố có thể liên quan tới da. Vì bệnh nhân Basedo ở châu Á thì hạ kali máu gặp nhiều hơn ở châu Âu và các châu lục khác. Thế thì người ta cũng có một cái giả thuyết nữa có thể liên quan tới gen. Gen nào thì người ta chưa biết được. Chính vì vậy mà những cái điều kiện thuận lợi cho cái hạ kali và liệt hai chi dưới xuất hiện đó là người ta ăn chế độ ăn dầu carbon hydrate quá hoặc là xong những cái vận động thể lực nhiều hoặc là sau ví dụ như là ngày hôm nay tự nhiên lại đi bộ nhiều hoặc đạp xe nhiều chẳng hạn thì tối về có khi lại liệt hai chân luôn, hoặc là những cái bệnh nhân mà họ bị rối loạn tiêu hóa nhiều quá như là bạn Quỳnh đã chia sẻ, nghĩa là người ta đi ngoài rất là nhiều lần trong ngày, vân vân. Thì đứng trước những cái bệnh nhân như vậy, do vậy nó sẽ liên quan tới cái mà tư vấn cho những cái bệnh nhân Basedo. Tư vấn cho bệnh nhân Basedo là gì? Trong cái giai đoạn mà đang nhiễm độc giáp nhiều thì bệnh nhân được nghỉ lại nhiều, không được hoạt động nhiều. Ở ngoài cái việc mà cái hạ kali máu vẫn là suy tim cho bệnh nhân vì là người ta hoạt động nhiều quá thì cái tim làm việc nhiều, tim lên rất nhanh và có thể dẫn tới là suy tim cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì cái chế độ ăn cũng không được quá dầu carbon hydrate, nghĩa là cái đồ ngọt quá là bệnh nhân cũng phải hạn chế trong các cái giai đoạn này. Và khẩu phần ăn thì vì bệnh nhân Basedo thường là gầy, bệnh nhân nhiễm độc giáp thường là gầy đi nhiều. Do vậy mà khẩu phần ăn người ta sẽ ăn tăng lên nhưng mà sẽ tăng cái khẩu phần đạm và mỡ, nên tăng khẩu phần là về carbon hydrate, nghĩa là nước ngọt này thì là hoa quả ngọt hoặc là bánh kẹo nhiều quá thì cũng không nên. Đấy. Thì đó là một trong các cái phần mà các cái xét nghiệm cô cũng hoàn toàn nhất trí là chúng ta cần phải làm ở bệnh nhân. Cô tiếp theo là bạn Quyết. Bạn Quyết thì cho cô biết là xem là bệnh nhân này thì chúng ta cần phải làm thêm xét nghiệm gì nữa. Alo, cô nghe em nói không ạ? Cô có nghe rõ. Vâng ạ. Cô ơi, với trường hợp này em có thể đề xuất làm thêm cái điện tâm đồ cô ạ. Vì để đánh giá cái nhịp tim của bệnh nhân, xem cái tần số tim có dùng nhĩ hay không này, có ngoại tâm thu hay không, có giày thất không. Vâng ạ.
À, đồng ý. À, lý do thì bạn Tuyết cũng đã nói rồi. Thì bệnh nhân này chúng ta bắt buộc phải làm điện tim để xem là bệnh nhân này các cái thay đổi trên điện tim là nhịp nhanh xoang hay là cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất hay là rung nhĩ nhanh hay là tìm các cái dấu hiệu khác của hạ kali, tìm các cái dấu hiệu của dày thất. Dày thất là dày thất gì ạ? Tuyết ơi. Thôi dày thất trái các bạn. À đúng rồi, dày thất trái vì là bệnh nhân sẽ có cái tăng cung lượng tim ở những cái bệnh nhân này và có thể lâu dài không được điều trị sẽ dẫn tới dày thất trái và suy tim trái. Hoàn toàn là cô hoàn toàn nhất trí với cái việc mà làm điện tim ở bệnh nhân này. Chúng ta còn cần phải làm gì nữa không ạ, Khuyết? Thưa cô, với bệnh nhân này thì chúng ta có thể làm thêm cái sinh hóa máu cho bệnh nhân ạ. Tức là chúng ta làm cái đường máu của bệnh nhân xem là cái tình trạng có rối loạn dung nạp gluco không hay là có tăng đường máu thực sự do cái bệnh lý đái tháo đường kết hợp với mando không ạ? À, sinh hóa thì cô rất không hài lòng với cái từ dùng từ sinh hóa vì sinh hóa có rất nhiều chất. Do vậy mình làm cái xét nghiệm thì mình nói luôn và gluco máu ạ, gluco máu ạ. Làm thêm glucose do máu, cô hoàn toàn nhất trí. Thì lý do em đã giải thích là trong trường hợp mà những bệnh khác thì đều có thể làm giảm dung nạp glucose, thậm chí là có thể gây ra tình trạng tăng đường máu thực sự gây ra đái tháo đường. Cô đồng ý. Và bên cạnh đó thì đái tháo đường type 1 cũng có thể đi kèm với tình trạng mà bị bệnh Basdo vì nó cũng cái bệnh lý tự biến nó cũng thường phối hợp với nhau. Và như hôm trước cô đã nói rồi, ở khoảng 15-20% các bệnh nhân đái tháo đường là có kèm với rối loạn chức năng của tuyến giáp. Ngoài ra thì cũng có khoảng 30-40% các bệnh nhân mà có nhiễm độc giáp, có rối loạn về đường máu. Chính vì vậy đó là lý do chúng ta cần phải làm đường máu ở bệnh nhân. Có cần phải làm thêm xét nghiệm gì nữa không bạn Soạn ơi? Có cần phải làm thêm xét nghiệm gì nữa không? Soạn, bạn Soạn. Dạ. Cô ơi, quên vì em chưa bật mic. Theo em thì làm thêm cái TRAB để chuẩn phục vụ cho chuẩn đoán xác định cái biếu giáp cô ơi. Alo ạ. Làm thêm xét nghiệm gì nhỉ Soạn nhỉ? Vâng, em thưa cô làm thêm cái xét nghiệm TRAB và có thể mình làm thêm cái, tại vì có cái tăng men gan thì mình phải loại trừ những cái viêm gan virus, những viêm gan A, B, C gì đó. Đồng ý làm TRAB để mình xem là một trong các nguyên nhân thường gặp nhất của nhiễm độc giáp đó chính là bệnh Basdo. Thì làm TRAB là hoàn toàn nhất trí và vì men gan tăng cho nên là các em cũng làm thêm các cái xét nghiệm để kiểm tra viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, viêm gan E ở bệnh nhân. Cô hoàn toàn là nhất trí. Các em có nhất trí với cái xét nghiệm mà bạn Soạn đề xuất như vậy không? Thôi được rồi. Ngoài ra thì có phải làm thêm xét nghiệm gì nữa không Soạn ơi? Thưa cô thì theo em có thể mình siêu âm thêm cái tim nữa ạ. Siêu âm tim. Rồi, cô cũng hoàn toàn nhất trí vì cái nhịp tim ở bệnh nhân này rất nhanh, 140 lần một phút thì mình cũng cần phải siêu âm tim nữa nhá. Và siêu âm tim thì mình chú ý với cái việc dày thất trái rồi mình chú ý tới một trong những cái rất hay gặp ở những bệnh nhân nhiễm độc giáp đó là có thể có những cái cơn rung nhĩ nhanh. Có những cái cơn rung nhĩ nhanh kịch phát và sau đó thì lại về bình thường. Chính vì vậy trong siêu âm tim thì ngoài cái việc xem có dày thất trái hay không thì các em phải chú ý xem là những cái gì nữa khác, xem có suy tim hay không. Mà suy tim này thì sẽ là suy tim mà cung lượng còn bù đấy. Và bên cạnh đó thì các em cũng phải chú ý xem là có các cái huyết khối trong buồng tim nữa hay không. Vì khi mà xảy ra các cái cơn rung nhĩ mà ở bệnh nhân mà nhiễm độc giáp thì nó có thể rất dễ tạo ra các cái huyết khối trong buồng tim.
Thì đấy là lý do mà chúng ta cần phải làm siêu âm tim ở bệnh nhân này. Sao nó nghe rõ không nhỉ? Dạ em có nghe rõ cô ơi. Dạ em có nghe rõ không? Đấy, do vậy mà đứng trước một bệnh nhân làm cho làm xét nghiệm gì thì mình phải hiểu lý do tại sao mình cho làm. Và mình phải cần phải tìm các cái yếu tố gì. Bởi vì nhiều khi thì các em chỉ cứ cho siêu âm tim. Thế mà mình chỉ nghĩ tới một hướng là để xem là nó có suy tim hay thôi. Chứ cũng không chú ý tới các yếu tố khác. Thì nhiều khi các bác sĩ siêu âm cũng có một số các trường hợp mà đó, người ta không nhìn kỹ được thì có thể bỏ sót tổn thương. Và vì vậy nếu như các bác sĩ không trả lời được hết cho em các cái phần mà em nghĩ ở bệnh nhân này có thể xảy ra, thì em có thể điện thoại hoặc em trao đổi lại để làm lại cho bệnh nhân để tìm các cái tổn thương đấy có hay không. Thì khi mà các em làm được như thế thì các em sẽ trở thành các bác sĩ rất giỏi. Em có hiểu không? Dạ dạ em cảm ơn cô ạ. Rồi. Cô muốn hỏi thêm bạn Sáng là có phải làm thêm xét nghiệm gì nữa ở bệnh nhân không? Dạ thưa cô ạ. Vâng, cô nghe rõ em nói không ạ? Đó, cô nghe rất rõ. Vâng, dạ thưa cô, bệnh nhân này là bệnh nhân nữ 24 tuổi ạ. Thì em đề xuất làm thêm beta HCG cho bệnh nhân ạ. À, cô rất là cảm ơn bạn Sáng. Dạ. Thì đây là cái mà rất nhiều các bác sĩ đã bỏ qua. Lý do tại sao làm beta HCG Sáng có thể chia sẻ với các bạn được không? Dạ thưa cô, đó là bệnh nhân nữ trẻ tuổi trong độ tuổi hoạt động, tức là vẫn có khả năng mang thai ạ. Thì mình cần phải kiểm tra xem bệnh nhân có mang thai không ạ, thì để còn chọn thuốc cho bệnh nhân ạ. Ngoài ra còn lý do gì khác nữa không hả Sáng ơi? Dạ thưa cô, đó là ngoài ra thì cũng có tìm những nguyên nhân mà có thể gây lên cái tình trạng nhiễm độc giác, có thể là liên quan đến vấn đề ví dụ như là trong cái u buồng trứng ạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Sáng. Đây là một trong những cái mà rất hay và nhiều bác sĩ, thậm chí cả bác sĩ nhà cô cũng thỉnh thoảng cũng bỏ qua. Thì có mấy lý do cần phải làm beta HCG ở bệnh nhân. Thứ nhất là nguyên nhân gây ra cường giáp, gây ra nhiễm độc giáp, có thể là do bệnh nhân mang thai. Khi mà mang thai ấy, thì trong 3 tháng đầu thì bệnh nhân có thể xuất hiện cái nhiễm độc giáp. Đó là bởi vì là beta HCG tiết ra trong 3 tháng đầu tăng cao và có thể kích thích tuyến giáp, nó có cấu trúc giống như tê giác, như vậy nó sẽ kích thích tuyến giáp tăng sản xuất ra hormone. Thông thường thì khi mà cường giáp do thai thì cường giáp thường là nhẹ, ít khi ST4 lên tới 100. Một số trường hợp cô đã gặp những cái bệnh nhân mà cường giáp do thai mà ST4 lên tới 70-80, cô đã gặp một vài ca như vậy rồi. Còn lên tới 100 thì cô chưa gặp trường hợp nào. Tuy nhiên mình cũng không thể loại trừ những cái trường hợp mà trở trứng vân vân. Thì tất cả những cái trường hợp đó đều có thể gây ra các cái nhiễm độc giác và tăng sản xuất ra hormone. Đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là đối với những bệnh nhân mà không có thai trong lứa tuổi sinh nở thì mình sử dụng các cái thuốc để điều trị khá là chẳng tổng hợp thì mình sẽ chọn được nhiều loại thuốc hơn. Còn nếu như mà mình cũng không biết được, có thể họ bị basdo nhưng mà họ cũng đồng thời họ có thai thì mà họ không biết. Trên lâm sàng rất nhiều các bệnh nhân là có thai mà chẳng biết. Thế thì nếu như mình bỏ qua cái việc mà có thai của bệnh nhân, mình sử dụng các cái thuốc đặc biệt trong 3 tháng đầu thì cái nhóm thuốc thiamazone là không được sử dụng cho phụ nữ mang thai vì có thể gây ra các cái dị tật bẩm sinh cho em bé, đặc biệt là cái dị tật mà làm cho da đầu không có cái nang tóc và em bé sẽ không có tóc, thì cái điều đấy nó rất là kinh khủng cho đứa trẻ. Ngoài ra còn một số dị tật bẩm sinh khác nữa. Chính vì vậy với những cái phụ nữ mà bị basdo trong lứa tuổi sinh nở, các em cần phải hết sức cẩn thận cái việc mà kiểm tra hormone, kiểm tra cái xem người ta có thai hay không. Nhiều người ta cũng không chú ý, người ta cũng không nhớ được kỳ kinh. Cô đã gặp có những cái bệnh nhân mà rõ ràng là cô đã hỏi là có thai hay không, thì bệnh nhân bảo là ui rồi em không thể có thai được đâu, em vẫn bình thường, không có thai đâu, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì hóa ra là kết quả về là beta HCG tăng,
và thai thì đã đi vào vùng tử cung từ lúc nào rồi, tương ứng với 2 tháng mà bệnh nhân cũng không biết. Đấy, do vậy mà các em cần phải hết sức là lưu ý trong phần này. Cần phải làm thêm xét nghiệm gì nữa không bạn Quý ơi? Em đây cô ơi. Thưa cô, thế chị nghĩ thì có thể cho bệnh nhân đi khám mắt để loại trừ, để tìm biến chứng ạ. Alo? Alo? Dạ vâng, chị Quý cứ nói đi ạ. Cô có nghe thấy ạ. Chị Quý cứ nói đi ạ. Rồi, ok. Có thể cho bệnh nhân khám mắt để tìm biến chứng, xem có biến chứng kèm theo hay không? Quý nói bé quá em ơi. Thưa cô là cho bệnh nhân đi khám mắt á, khám chân khám mắt để tìm ra biến chứng ạ. Khám mắt à? Vâng ạ. Tại sao phải khám mắt nhỉ? Tại sao phải khám mắt hả Quý ơi? Thưa cô là để tìm gặp biến chứng ở ba giai đoạn đối với mắt ạ. Mù cái thì hoặc là khi việc mà khám mắt thì đối với bệnh nhân này thì nếu như bệnh nhân thị lực giảm thì cô hoàn toàn nhất trí. Hoặc là bệnh nhân có nhìn mờ, hoặc là có lồi mắt ác tính, hoặc là có nhìn đốt giảm thị lực thì cái việc khám mắt là yêu cầu bắt buộc. Nếu không có khám là em không thấy có các cái dấu hiệu gì của bệnh mắt Basedo thì chả có lý do mà mình lại cho bệnh nhân đi khám mắt cả. Quý à? Thế ngoài ra bệnh nhân này cũng cần phải làm thêm xét nghiệm gì nữa không Quý ơi? Thưa cô, theo em nghĩ là từng đấy là đủ đấy ạ. Từng đấy là đủ rồi. Dạ, em chưa nghĩ ra thêm cái gì. Bạn Quy, bệnh nhân này có cần phải làm thêm xét nghiệm gì nữa không? Thưa cô, theo em thì không cần làm thêm xét nghiệm gì nữa vì em nghĩ gần đấy là đủ. Đấy là đủ rồi. Vâng. Bạn Giang nhỉ? Bạn Giang nữa. Bạn trả lời mic đi sao? Bấm mic. Dạ, thưa cô ạ. Về những cái xét nghiệm để chẩn đoán bệnh thì theo em làm như thế là đủ rồi cô ạ. Còn về bệnh nhân này còn có cái tăng men gan nữa thì mình sẽ làm những cái xét nghiệm để chẩn đoán về nguyên nhân của tăng men gan ạ. Thưa cô thì đầu tiên thì mình sẽ về tăng men gan thì mình sẽ làm các xét nghiệm về các nhóm như là các tổn thương gan do viêm gan thì mình có thể làm các xét nghiệm như là xét nghiệm về viêm gan B, viêm gan C, viêm gan A, viêm gan E, CMV với HSV ạ. Rồi về các viêm gan về tự miễn ạ. Làm các xét nghiệm về viêm gan tăng men gan do tăng men gan do hội chứng chuyển hóa, ví dụ như là ứ sắt hoặc là ứ động ạ. Nếu mà làm tất cả xét nghiệm đấy mà nếu bệnh nhân không có thì mình mới nghĩ là tăng men gan này là do bệnh bản thân của bệnh Basedo. Cô cảm ơn bạn Giang. Một cái xét nghiệm mà thì men gan tăng thế thì bắt buộc em phải cho siêu âm để xem hình ảnh gan thế nào chứ, đúng không? Thì phải siêu mổ bụng chứ, cho bệnh nhân siêu mổ bụng để xem là gan mật có tổn thương gì ở trong đó hay không ấy chứ. Mình lại bỏ qua mà mình đi làm. Tất nhiên là nếu hình ảnh siêu âm mà mình không thấy gì thì các em vẫn phải làm lần lượt. Khi gặp nhất là viêm gan virus, sau đó thì nếu viêm gan virus mà âm tính các loại như là A, B, C rồi D vân vân các loại mà âm tính thì có thể là các em phải tìm thêm như là viêm gan tự miễn hoặc là do cytomegalovirus rồi vân vân các loại khác nữa thì cô đồng ý. Nhưng mà cái đơn giản nhất là các em cũng cần phải siêu âm để xem, siêu mổ bụng để xem gan như thế nào, đường mật ra sao, có cái tổn thương gì tại đó nữa hay không chứ. Vâng ạ.
đúng không nhỉ? Bạn nào yêu cầu thêm các xét nghiệm gì khác không? Trong tham gia có bạn nào yêu cầu thêm làm thêm các xét nghiệm gì khác cho bệnh nhân không? Em cho cô. Cô mời em nói to lên. Em thì có thể cho bệnh nhân làm thêm cái canxi toàn thân hoặc là đo mạch máu. Nói to lên vì cô nghe chưa rõ em ơi. Sao em được cô nghe rõ chưa? Cũng nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Được rồi mà. Cô là em có thể cho bệnh nhân làm thêm canxi toàn thân đo mật độ loãng xương. Làm thêm canxi toàn phần, vì sao lại làm canxi toàn phần và em hy vọng là nó thay đổi như thế nào? Vì là bệnh nhân Bajado thì em nghĩ là sẽ có cái tình trạng canxi giảm hoặc là bị loãng xương ạ. Thì mình sẽ kiểm tra thêm ạ. À, được rồi. Về cái canxi thì em làm thêm cũng được. Đo mật độ xương là trong Bajado có loãng xương, thường là có loãng xương trong Bajado, bởi vì là khi mà nhiều quá, nó cũng sẽ làm cho huy động canxi tiết xương ra, và vì vậy thì bệnh nhân sẽ có thể loãng xương nhiều. Tuy nhiên khi điều trị nhiễm độc giáp thì các cái phần loãng xương nó cũng sẽ đỡ đi. Các em có thể làm thêm cũng được, nếu như bệnh nhân có biểu hiện của đau xương hoặc là gãy xương thì các em làm thêm cũng được. Còn nếu không thì chúng ta cũng không, vì khi mà làm mà có loãng xương vừa phải ở một người trẻ 24 tuổi thì chúng ta cũng chỉ điều trị bệnh chính thôi, chúng ta cũng không điều trị loãng xương thêm vào cho bệnh nhân, có thể bổ sung thêm canxi trong quá trình điều trị mà thôi. Vì khi về bình giáp thì các cái triệu chứng loãng xương của bệnh nhân cũng mất đi. Do vậy mà các em có thể làm thêm một tập nếu như bệnh nhân có biểu hiện của đau xương khớp, có biểu hiện của ví dụ xẹp cột sống hoặc gãy xương thì cô đồng ý chúng ta bắt buộc phải làm, không thì có thể làm không làm cũng được. Các bạn tham gia có thấy cần phải làm thêm xét nghiệm gì ở bệnh nhân này nữa không? Thảo có bổ sung thêm gì không? Bây giờ mình sẽ xem các xét nghiệm của bệnh nhân là có nhé. Thảo sâu thì xét nghiệm của bệnh nhân. Em Thảo đọc đi. Em xin đọc kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đã có về công thức máu thì hồng cầu là 4,75, bạch cầu là 15,03 GG/L, trong máu bạch cầu trung tính chiếm 73%, tiểu cầu là 354 GG/L. Về sinh hóa máu FP4/100, TSH dưới 0,005, AST là 9 U/L, ALT là 184, HBSAg âm tính, HCV âm tính. Glucose máu là 6,7, Nari là 142, Kali là 4,7, canxi toàn phần là 2,38, TRAB là 14,9. Beta HCG bệnh nhân này không làm là vì bệnh nhân có hành kinh ngày thứ hai ạ. Về chẩn đoán hình ảnh, siêu âm tuyến giáp, kích thước tuyến giáp to, không có hạch bất thường ạ. Điện tim thì nhịp quang tần số 120 chu kỳ trên phút, không có tăng đánh thất, ST không có biến đổi, siêu âm tim không làm, khám mắt không làm. Rồi, cảm ơn nè. Em như vậy là tiêu mổ bụng cũng không làm hay sao nhỉ? Có, nhưng mà tức là anh chị hôm trước gửi báo cho em, anh chị không để xuất tích được vào đấy. Còn về siêu mổ bụng các anh chị vừa đề xuất thêm thì em xin là gan và tụy của bệnh nhân này thì bình thường, uống mật chủ, đường mật cũng không có vấn đề gì bất thường. Về tử cung thì cũng không thấy có bất thường ạ. Bùng trứng hai bên cũng không có bất thường ạ. Tức về sơ bộ thì siêu mổ bụng là bình thường ạ. Siêu âm tim thì bệnh nhân này đã được làm chưa? Và thì mạch có 130, mạch cũng rất là nhanh là 130 thì trước khi bệnh nhân một ngày thì có làm lại hai lần điện tim thì mình cũng về dưới 100 rồi thì. Chờ.
Cô nghĩ thì bệnh nhân này vẫn nên làm, vẫn nên làm siêu âm tim cho bệnh nhân. Ok. Bởi vì là 24 tuổi thì người ta đã được siêu âm tim bao giờ nữa chưa? Nhân viên hành chính thì cũng có đi khám định kỳ 1 năm 1 lần. Nhưng mà chắc là không làm siêu âm tim. Thì người ta còn lấy chồng còn đẻ con nữa thì mình cũng còn tìm thêm được các cái bệnh lý có những cái bất thường gì tim của người ta trước nữa hay không? Ngoài cái những cái Tabasdo nhá. Thế thì đây là tất cả những cái phần mà các cái xét nghiệm mà các em đã có cộng với cái bệnh cảnh âm sàng thế. Thì chúng ta sẽ bước sang tiếp cái phần tiếp theo nữa. À, chẩn đoán phân biệt. Đâu nhỉ? Cái phần tiếp theo đâu nhỉ? Đường máu là 6,7. Cô mời bạn Trần Quy nhỉ? Trần Thị Quy. Với các cái xét nghiệm mà và các cái dấu hiệu lâm sàng mà em đã có thì em sẽ chẩn đoán cho cô chẩn đoán phân biệt cái gì? Và chắc là Quy sau khi chẩn đoán phân biệt thì Quy cho luôn cô cái chẩn đoán xác định luôn. Thưa cô, là chẩn đoán phân biệt thì thứ nhất là chẩn đoán phân biệt với viêm tuyến giáp mãn tính Hashimoto giai đoạn đầu. Vì thứ nhất lâm sàng bệnh nhân có nhịp tim nhanh, hồi hộp đánh trống ngực, có sút cân thì triệu chứng này có thể gặp trong giai đoạn đầu của viêm tuyến giáp mãn tính. Tuy nhiên không nghĩ đến vì tuyến giáp thì tuyến giáp kích thước to và không có khối bất thường. Chẩn đoán phân biệt thứ hai là với viêm tuyến giáp bán thấp. Em dừng lại đến một chút nữa. Là rõ ràng là viêm tuyến giáp mãn tính Hashimoto ở giai đoạn đầu có thể gây ra thì giáp bạn nào tắt mic cho rồi. Như vậy thì viêm tuyến giáp mãn tính Hashimoto giai đoạn đầu cũng có thể gây ra nhiễm độc giáp. Và về lâm sàng thì cô chia sẻ với các em những bệnh nhân mà nếu có hạn chế cơ vận thì hoặc là có là dấu hiệu và các cái đôi mắt thực sự thì trong trường hợp đấy là bệnh cấp mà liên quan tới tự miễn dịch thì chúng ta chỉ có hai bệnh độc giáp có thể gây ra cái triệu chứng đó, chính là Basedo và Hashimoto. Thì các em chỉ cần khử trùng hai bệnh đó để các em chẩn đoán phân biệt, vì tất cả các nguyên nhân mà nhiễm độc đều không có các cái triệu chứng bệnh lý mắt như vậy, không có các cái triệu chứng của phù nề quanh mi mắt hoặc là các triệu chứng của mắt thực sự hoặc là hạn cảm thì vân vân, tất cả những cái triệu chứng đấy là triệu chứng của thâm nhiễm do các cái tổ chức ở trong đáy mắt và quanh mắt. Thì chỉ có hai bệnh lý tuyến giáp tự miễn đó là Basedo và Hashimoto thì mới có các triệu chứng đấy thôi. Còn lại các cái nguyên nhân mà nhiễm độc giáp khác thì đều không gây ra các cái triệu chứng mắt như vậy. Các cái nguyên nhân nhiễm độc giáp khác thì chỉ gây ra các triệu chứng mắt mà cái co kéo cơ mi trên. Vậy nếu như bệnh nhân có triệu chứng của co kéo cơ mi trên thì nó không đẳng, em vẫn phải đoán phân biệt với tất cả các nguyên nhân gây ra nhiễm độc giáp khác. Còn lại nếu như bệnh nhân có kiểu như lồi mắt thực sự hoặc là hạn chế cơ vận nhãn hoặc là độ hủy tụ nhãn cầu giảm hoặc là phù nề quanh mi mắt thì em có thể loại bỏ tất cả các nguyên nhân nhiễm độc giáp khác và chúng ta chỉ cần khử trùng vào hai bệnh lý tuyến giáp đó là Basedo và Hashimoto mà thôi. Thế thì đối với bệnh nhân mà Hashimoto thì siêu âm tuyến giáp, hình ảnh của siêu âm tuyến giáp nó cũng gần giống là hình ảnh trong Basedo, nghĩa là tuyến giáp cũng to, giảm âm. Tuy nhiên Hashimoto thì cái giảm âm nó có thể lỗ chỗ tổ ong hơn và nó cũng có thể
có tăng sinh phân là Hashimoto giai đoạn nhiễm độc giáp hay là basophilia độc giáp đấy. Thì đấy là cái phần mà về Hashimoto. Tuy nhiên ở bệnh nhân này chúng ta có thể loại trừ Hashimoto bởi vì là chúng ta đã làm TRB rồi. Và TRB của bệnh nhân rất là cao thì chúng ta có thể đã khẳng định được là bệnh nhân nhiễm độc giáp là do phải là Hashimoto. Tiếp theo bạn là Quy tiếp đúng Quy nhỉ? Cô Quy chẩn đoán phân biệt tiếp. Cô chẩn đoán phân biệt tiếp theo đấy là chẩn đoán phân biệt với viêm tuyến giáp bán cấp. Thì có nghĩ đến vì viêm tuyến giáp bán cấp thì do có sự phá hủy các tế bào nang giáp giải phóng hormone. Nên có bị đến không biểu hiện của viêm là những cái gì em? Lâm sàng thì bệnh nhân không có sưng nóng đỏ đau tại vùng tuyến giáp, không có sốt và các bạn Quy đối với viêm tuyến giáp bán cấp được cái phanh thì vì nó là do virus cho nên là bệnh nhân không có là sưng nóng đỏ đau đâu, không có cái triệu chứng của viêm tuyến giáp ngủ đâu. Và viêm tuyến giáp ngủ thì lại không bao giờ gây ra cái nhiễm độc cả, vì vậy bệnh nhân chỉ có thể là đau thôi chứ còn biểu hiện nóng này đau sưng không có đâu mà Quy à nhá. Sưng đỏ đau thì chỉ gặp trong trường hợp viêm tuyến giáp ngủ. Viêm tuyến giáp ngủ do vi khuẩn ấy sinh ngủ ấy đấy, thì những cái trường hợp mà viêm tuyến giáp ngủ như vậy thì bệnh nhân lại không gây ra cái có cái nhiễm độc giáp cả. Do vậy mà viêm tuyến giáp bán cấp để có cái phanh thì thường là xảy ra cái đầu tiên là bệnh nhân đau đã, và đứng trước những cái bệnh nhân mà nếu như có biểu hiện của nhiễm độc giáp mà bệnh nhân đau của viêm tuyến giáp thì các em phải nghĩ là viêm tuyến giáp bán cấp để kép phanh, và các em phải quay lại hỏi xem là trước đấy người ta có biểu hiện của nhiễm virus hay không, ví dụ hắt hơi, sổ mũi, viêm long đường hô hấp, có sốt hay không. Hiện tại bệnh nhân thường viêm tuyến giáp bán cấp nếu mà nhẹ thì có thể không có biểu hiện sốt, tuy nhiên thì cũng có nhiều các trường hợp là viêm tuyến giáp bán cấp là bệnh không sốt dài dẳng, thỉnh thoảng có cơn sốt lên 38 độ 38 độ rưỡi, không có sốt vừa phải, không sốt đến mức cao quá, và tuyến giáp thường rất là đau. Chính vì vậy mà các em cũng cần phải hết sức là lưu ý đối với cái viêm tuyến giáp bán cấp này, nó cũng khá thường gặp trên lâm sàng. Như vậy thì Quy phải chú ý là viêm tuyến giáp bán cấp do virus mà không gây ra tuyến giáp nóng đỏ đâu nhé Quy nhé. Bạn là Sồng nó vào được chưa? Sồng nó vào được chưa nhỉ? Sồng chưa vào được à? Em vào được rồi. Sồng có cần phải chẩn đoán khác biệt với cái gì nữa không Sồng ơi? Thưa cô em. Thưa cô là có thể là chẩn đoán phân biệt với ca tuyến giáp ạ. Vì thứ nhất là ca tuyến giáp là nó hay gặp ở những người trẻ tuổi, và bệnh nhân này thì nhất là tuổi còn trẻ. Hai là bệnh nhân này có mệt mỏi và đầy sút cân ạ. Phân biệt với này to lên Sông ơi. Vâng, thưa cô em có thể chẩn đoán phân biệt với ung thư tuyến giáp ạ. Em nói lập luận của em đi. Vì nghĩ đến là ung thư tuyến giáp là bệnh nhân này còn trẻ, và bệnh nhân này có cái triệu chứng là rất là mệt mỏi, còn không nghĩ đến là ung thư tuyến giáp thì cái T4 và TH thì hầu như là bình thường mà nó tan nhẹ thôi. Cái này thì tan rất là cao. Và trên siêu âm thì siêu âm tuyến giáp thì lại có nhân ạ. Không có nhân tuyến giáp mà các không có nút các nốt vôi hóa tuyến giáp ạ. Cảm ơn em.
Ung thư tuyến giáp thì có thể gây ra cái nhiễm độc giáp nhẹ nhẹ, đúng như là bạn Sồng đã nói. Và đặc biệt là trên lâm sàng thì các em có thể sờ thấy các cái nhân tuyến giáp này, và xương các em có thể thấy các cái u nghi ngờ, các phần u nghi ngờ. Thế thì các cái tổn thương, các cái nhân tuyến giáp với các cái đặc điểm như ung thư tuyến giáp mà gây ra cường giáp, gây ra nhiễm độc giáp thì chúng ta có thể gặp trong một số loại ung thư tuyến giáp, thể nang có thể gây ra cái nhiễm độc giáp mà nhẹ nhẹ. Thì đây xương tuyến giáp hoàn toàn bình thường. À, cô xin lỗi, không có các cái u gì trong tuyến giáp, vì vậy chúng ta có thể loại trừ cái ung thư tuyến giáp được. Bạn cô mời bạn bạn Mỹ nhỉ? Chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt với gì nữa Mỹ ơi? Dạ. Vì bệnh nhân này không có các cái triệu chứng mắt đặc hiệu trong BASDO, cho nên các em vẫn phải loại trừ hết tất cả các nguyên nhân độc giáp khác nữa. Vâng. Và các bạn ấy thì em còn chẩn đoán phân biệt với cái gì nữa hả bạn Mỹ? Em cần để chẩn đoán phân biệt với biểu nhân độc tuyến giáp nữa. Bởi vì là các cái biểu đơn nhân độc của nó là nhân độc thì hoạt động chủ đều giải phóng hormone tuyến giáp cũng gây những nhiễm độc khác. Nhưng mà bệnh nhân này thì mình không nghĩ đến là biểu nhân đơn nhân độc hay đa nhân độc, bởi vì là trên sàng thì tuyến giáp cũng không có nhân tuyến giáp của bệnh nhân này. Rồi cái này dễ quá rồi, vì siêu âm chẳng có nhân, dễ quá rồi. Rồi, cái tiền sử dụng amiodarone hoặc là các cái thuốc chứa iốt như là chụp chiếu cảm quang bằng các cái iốt phóng xạ, hoặc là sử dụng các cái thuốc mà iốt ở đây các em cũng đã khai thác rồi, phải không nào? Và cái đặc biệt nữa là các em cũng đã làm TRB tăng cao rồi, thì cái nhiễm độc giáp do các cái thuốc mà chứa iốt ở bệnh nhân này mình cũng không đặt ra. Nó đây cũng là một trong các phần chú ý là trong quá trình điều trị, vì đã sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp, vì vậy mà bệnh nhân cũng phải hạn chế. Ví dụ đã bị nhiễm độc giáp này thì sử dụng các cái thuốc amiodarone hoặc là các thuốc cản quang là mình phải chú ý là tránh dùng cho bệnh nhân, đặc biệt trong giai đoạn này. Và các cái thuốc có chứa iốt thì cũng hạn chế, và các cái thực phẩm mà chứa nhiều iốt thì cũng phải hạn chế cho bệnh nhân trong cái giai đoạn mà bệnh nhân đang nhiễm độc giáp nặng. Em có biết rõ không? Dạ có ạ. Rồi ok. Con phải chẩn đoán phân biệt với cái gì nữa không? Em cho cô là ngoài ra thì còn chẩn đoán phân biệt với u tuyến yên tăng tiết TH ạ. U tuyến yên tăng tiết TH thì cũng kích thích tuyến giáp nó sản sinh ra hormone. Thì ở bệnh nhân này thì đã làm cái xét nghiệm TH và TH thấp thì mình cũng không nghĩ đến u tuyến yên tăng tiết TH ạ. Một nguyên nhân nữa là cường giáp không mang thai, bởi vì là khi bệnh nhân mang thai thì cái DHCG nó tiết ra nó có cấu trúc gần giống với TH, cho nên là cũng có thể là kích thích tuyến giáp sản sinh ra hormone. Tuy nhiên thì ở bệnh nhân này hiện tại thì bệnh nhân đang có kinh nghiệm thứ hai nên mình cũng loại trừ cái nguyên nhân là cường giáp không mang thai. Rồi cái nữa là cường giáp không mang thai thì thường là hormone tuyến giáp nó tăng không cao, mà ở bệnh nhân này thì hormone tuyến giáp làm ra cái bổ tăng rất là cao. Alo ạ, cô nghe được không ạ? Rồi những cái chẩn đoán phân biệt này thì dễ quá rồi, phải không nào? Vì tê sát thấp thì thôi mình không nghĩ tới u tuyến yên tiết tê sát nữa. Ok rồi. Mang thai thì bệnh nhân đang hành kinh ngày thứ hai, ra hành kinh rất nhiều, thì thôi mình cũng không nghĩ tới là bệnh nhân này là nhiễm độc giáp do thai kỳ nữa, phải không nào? Và hiện tại thì có bạn nào tham gia mà ở Phú Thọ không? Có bạn nào tham gia trong nhóm của chúng ta mà ở Phú Thọ không? Có bác sĩ nào ở Phú Thọ không nhỉ?
Trong các bạn tham gia có bác sĩ nào ở Phú Thọ không? Dạ vâng chị nha. Có không em ơi? Có bạn nào không? À thế thì thôi thì cô đang xem một cái bệnh nhân của các em ở Phú Thọ. Thì chị cũng có khi nhiễm độc giáp. Với FT4 tăng, tê sát giảm nhưng tuyến giáp của chị khá là đau. Giờ cũng thấy là tương đối chắc và trên siêu âm thì cái hình ảnh rất là điển hình những cái vùng giảm âm. Của chị này viêm cái vùng viêm nó khá là lớn, nó chiếm gần hết toàn bộ cái nhu mô tuyến giáp và cái vùng giảm âm nó khá là rõ. Và máu lắng thì tăng rất cao, CRP cũng tăng. Và đồng thời nữa là TRB của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. À đấy, cô cũng kể là cái viêm tuyến giáp bán cấp rất thường gặp trên lâm sàng. Và vì vậy thì các em phải hết sức lưu ý đến cái trường hợp viêm tuyến giáp bán cấp này. Trong trường hợp viêm tuyến giáp bán cấp gây ra cái nhiễm độc giáp thì thường là cái nhiễm độc giáp nó cũng nhẹ nhàng vừa phải thôi. Nhưng mà bệnh nhân khá là đau và thỉnh thoảng bệnh nhân có thể có những cái cơn sốt và bệnh nhân rất là lo lắng. Trong trường hợp nhẹ viêm tuyến giáp bán cấp vì do virus có thể tự khỏi sau 4 đến 6 tuần. Còn một số các trường hợp thì bệnh nhân đau rất nhiều hoặc là bệnh nhân có sốt dai dẳng và cường giáp nhiều, máu lắng tăng nhiều thì các cái trường hợp đấy mình phải sử dụng các cái thuốc. Thuốc thì cái nhóm thuốc mà ức chế gọi là chống viêm giảm đau nông steroid ấy, thì với những cái trường hợp nhẹ nhàng thì mình có thể sử dụng các cái thuốc chống viêm giảm đau không steroid. Còn lại thì trong các trường hợp nặng hơn nữa thì mình phải dùng corticoid. Và mình cũng phải giải thích cho bệnh nhân là corticoid cần phải dùng kéo dài ít nhất là 3 tháng, thậm chí là có thể đến 4, 5, 6 tháng. Bởi vì khi mà dùng corticoid thì bệnh nhân hết đau luôn. Và thông thường người ta cứ nghĩ là chỉ dùng khoảng 5, 7 ngày một tuần khỏi là người ta ngừng thuốc. Và chính vì vậy mà bệnh nhân cứ hay bị khi ngừng thuốc một cái là bệnh nhân lại đau, bệnh nhân lại sốt và bệnh nhân rất là sợ. Cô đã gặp những cái bệnh nhân viêm tuyến giáp bán cấp mà nhiễm độc giáp là người ta điều trị ở một số các bệnh viện lớn, thậm chí cho cả vào viện truyền corticoid. Nhưng mà cái đơn giản nhất là chúng ta lại quên mất, chúng ta không dặn bệnh nhân là cái thuốc đấy mình không ngừng được mà bệnh nhân phải đến để mình chỉnh liều cho bệnh nhân. Và cuối cùng người ta cứ ngừng thuốc và cứ đợt đấy vào là đỡ, và khi ngừng thuốc thì người ta lại bị lại và người ta sợ sang tận nước ngoài, sang Singapore để chữa hết gần 100 triệu về cái viêm tuyến giáp bán cấp, trong khi mà các cái thuốc rất là đơn giản, chúng ta chỉ mất có vài trăm nghìn trong suốt cả cái liệu trình điều trị cho bệnh nhân là ổn thôi. Thế thì đây cũng là một cái phần mà cô cũng mong muốn các em là đứng trước một bệnh nhân nhiễm độc giáp, chúng ta phải đi tìm nguyên nhân và tùy theo nguyên nhân thì chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân, và chúng ta cũng phải dặn bệnh nhân hết sức là cẩn thận để cho bệnh nhân họ hợp tác với mình thì cái điều trị nó mới có hiệu quả. Sang đến tiếp là cuối cùng thì còn có bạn nào đưa ra là u quái giáp buồng trứng thì cái này cô cũng đã phân tích ở phần trên rồi. Cường giáp do thai thì chúng ta cũng đã phân tích ở phần trên rồi. Ung thư tuyến giáp thì đã chúng ta cũng vừa phân tích ở phần trên rồi. Sau vậy thì cuối cùng thì cái chẩn đoán xác định của bệnh nhân là BASDO. Và cái trả lời của viêm gan B, viêm gan C vân vân, các loại viêm gan tự miễn đã có chưa? Đều âm tính hết gì? Các cái viêm gan tự miễn cũng âm tính. Thì có một tỷ lệ cũng không phải là hiếm gặp lắm là những cái bệnh nhân mà cường giáp mà nặng và TRB tăng rất cao thì thường kèm theo với tăng men gan. Và đang có một bác sĩ chuyên khoa 2, không biết là hôm nay chị Mai hôm trước có tham gia với chúng ta ấy, thì chị làm đề tài về bệnh nhân mà nhiễm độc giáp mà có cái tăng men gan này. Thì đây cũng là một phần rất là hay, bởi vì là nếu mà men gan tăng cao quá thì việc sử dụng thuốc kháng trạng tổng hợp chúng ta cũng phải hết sức là cân nhắc trên lâm sàng. Cuối cùng thì sau khi tìm hết tất cả các cái nguyên nhân thì chúng ta không thấy có nguyên nhân gì, bệnh nhân cũng đã được siêu mổ bụng gan và đường mật hoàn toàn bình thường.
thì chúng ta chẩn đoán xác định là BASDO và có tăng men gan, và cái tăng men gan này là do nhiễm độc giáp mà BASDO gây ra thôi. Và sang đến phần điều trị thì quay lại cái câu hỏi về phần điều trị. Cô mời bạn Kết, bệnh nhân này thì em sẽ lựa chọn điều trị cho bệnh nhân như thế nào? Em thưa cô, nghe rõ không ạ? Có, chị Kết nói to lên ạ. Em thưa cô, tình trạng bệnh nhân như hiện nay thì em lựa chọn phương pháp điều trị cho bệnh nhân là điều trị nội khoa. Có nghe được không ạ? Dạ, anh chị cho em này một chút. Anh chị đang dùng cái Xperia XA1 ạ. Anh chị tắt mic cho em đi ạ, để tránh gây rè loạn. Phát tiếng trẻ con đấy ạ. Anh chị nào đang phát biểu thì anh chị tắt mic đi giúp em ạ. Ờ, Thảo ơi, không biết là máy của mình là có được quyền host không nhỉ? Dạ. Máy của mình có được quyền host không, hay là host này là do bên trường lập ạ? Bên trường lập ạ. À thế ạ. Ờ, dạ. Okay. Anh chị tắt mic đi giúp em ạ. Chị kết ra chị phát biểu đi ạ. Chị nói to rõ ràng lên ạ. Nghe rõ không em? Nghe rõ không? Em có nghe rõ nhưng mà chị nói chậm và rõ lên ạ. To lên một chút nữa. Em nghe rõ được chưa? Em nghe rõ được chưa? Bây giờ được rồi ạ. Em thưa cô, với bệnh nhân này thì em lựa chọn phương pháp điều trị cho bệnh nhân là điều trị thuốc lựa chọn đấy là methimazole và thuốc chặn beta là propranolol. Nhưng mà vì là bệnh nhân này có cái tăng men gan cao, vì thế nên là cái liều mà để lựa chọn cái kháng giáp trạng tổng hợp thì thật sự em cũng chưa có kinh nghiệm lắm. Nhưng mà trong tài liệu thì em có thấy của cô cho thì em có thấy liều khuyến cáo là 20-30mg, nhưng em đang rất băn khoăn với cái bệnh nhân này, với cái men gan tăng cao thế thì em cũng chưa biết là phải điều chỉnh nó thấp xuống khoảng bao nhiêu là phù hợp. Nhưng mà em lựa chọn là methimazole 5mg, thì mới ban đầu em dùng là 20mg trên một ngày. Mà em sẽ xin ý kiến của cô xem là với cái tình trạng bệnh nhân men gan cao như thế thì mình sẽ điều chỉnh như thế nào. Các em hỏi một câu là bình thường ạ. Ở một bệnh nhân mà tức là mình sẽ dựa vào đâu, mình sẽ dựa vào yếu tố nào để mình quyết định đưa ra liều của thyroxine cho các bệnh nhân cường giáp ạ? Tức mình chưa xét đến vấn đề là bệnh nhân này có tăng men gan, mà mình sẽ dựa vào yếu tố nào để mình quyết định đưa ra cái liều ạ? Và trong cái sách thì người ta bảo là yêu cầu trong 6 đến 8 tuần đầu tiên mình sẽ dùng liều tấn công là từ 20-30mg. Nhưng các anh chị có tìm hiểu thêm xem là người ta dựa vào yếu tố nào, hiện tại trên lâm sàng thì người ta đang dựa vào yếu tố nào, dựa vào những cái gì để đưa ra liều của điều trị cường giáp không ạ? Barcelona. Thì khi mà lựa chọn để dùng liều kháng giáp trạng tổng hợp cho bệnh nhân, thì với những cái bệnh nhân mà đang trong cái giai đoạn mà nhiễm độc giáp cấp, giai đoạn mà biểu hiện nó đang rầm rộ, thì mình sẽ dùng liều tấn công với cái liều khuyến cáo đấy. Xong rồi dựa trên tình trạng của bệnh nhân và những xét nghiệm mình đang có thì để mình lựa chọn xác định liều tiếp. Nhưng mà có ý kiến chút chị Quỳnh. Không có ý kiến không ạ? Thứ nhất thì trước khi điều trị cho bệnh nhân thì mình phải có có mục tiêu điều trị. Thứ nhất là mục tiêu điều trị của mình phải dựa vào nguyên nhân gây bệnh. Thứ hai là mức độ nặng của bệnh. Thứ ba là tuổi của bệnh nhân. Thứ tư là kích thước của tuyến giáp. Thứ ba là tình trạng của cơ thể. Và thứ năm là bệnh lý kèm theo. Mục tiêu của bệnh là đưa các bệnh nhân về cái tình trạng bình giáp. Và thứ hai nữa là ổn định cái tình trạng bình giáp của bệnh nhân và được dự phòng các biến chứng. Thì bình thường một lần BASDO thì sẽ có 3 phương pháp điều trị. Thế mà ở bệnh này thì mình sẽ nói một số nguyên nhân vì sao không lựa chọn
phương pháp điều trị xạ hoặc là phương pháp điều trị phẫu thuật mà lại lựa chọn phương pháp điều trị nội khoa. Thứ nhất thì không lựa chọn phương pháp điều trị xạ iốt 131 vì nhược điểm của điều trị xạ thì với cái liều vừa phải thì có thể gây cường giáp tái phát, còn liều cao thì lại có thể gây suy giáp tạm thời hoặc là vĩnh viễn. Và thứ hai này thì còn trẻ tuổi và có ảnh hưởng, nếu điều trị xạ thì có thể ảnh hưởng đến tủy xương, hoặc là với bệnh nhân này thì chưa có các biến chứng kèm theo như biến chứng mắt hay là biến chứng về tim mạch thì mình sẽ không lựa chọn phương pháp điều trị iốt 131. Còn thứ hai nữa là không lựa chọn phương pháp điều trị về phẫu thuật vì bệnh nhân này đang trong tình trạng nhiễm độc giáp nặng. Thứ hai nữa là biếu giáp thì của bệnh nhân thì không phải to, cũng không gây chèn ép hoặc là không có nhân lớn kèm theo thì mình cũng không lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Hoặc là bệnh nhân cũng chưa có các biến chứng nặng nề về tim hoặc là về mắt kèm theo nên cũng không lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Hoặc là và đặc biệt là sau phẫu thuật thì bệnh nhân cũng có thể dẫn tới suy giáp nên là mình sẽ không lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Vì thế thì mình sẽ đặt ra cái phương pháp là điều trị lựa chọn bằng phương pháp nội khoa. Phương pháp nội khoa thì ưu điểm của phương pháp nội khoa thì cái chỉ định cũng khá rộng rãi. Thứ nhất là đơn giản, thứ hai là rẻ tiền, thứ ba là dễ sử dụng và bệnh nhân cũng dễ tuân thủ. Và ở trong bệnh nhân thì đang trong cái tình trạng nhiễm độc giáp cũng tương đối nặng nên là mình cần dùng thuốc để khống chế cái nhiễm độc giáp của bệnh nhân. Về điều trị cụ thể về bệnh nhân này thì mình sẽ điều trị bằng thuốc kháng giáp trạng tổng hợp. Trong giai đoạn trong viện này thì mình dùng liều tấn công. Tuy nhiên bệnh nhân này có cái FT4 tăng gấp 2 đến 4 lần. Tuy nhiên cái men gan lại tăng gấp 3 lần so với bình thường. Mình sẽ lựa chọn cái nhóm Thiamazone, liều khởi trị. Nếu ở bệnh nhân mà không có tăng men gan thì liều khởi trị có thể là 20 đến 30 mg trên một ngày. Nhưng men gan tăng thì mình sẽ giảm liều là 1/2 hoặc 1/3. Tức là mình có thể lựa chọn là liều 10 hoặc là 5. Thì ở bệnh nhân này thì chị trong thời gian nằm viện thì chị sẽ cho liều Thiamazone là liều 10, tức là 2 viên uống. Sau 5 ngày mình sẽ có thể làm xét nghiệm lại men gan và công thức máu, rồi sau đó là đánh giá xem cái tình trạng men gan như thế nào, và sẽ nếu cái men gan giảm thì mình có thể là tăng liều cái thuốc kháng giáp trạng tổng hợp lên, còn cái men gan mà nó chưa tăng thì mình có thể giảm. Và mình cân nhắc trong cái thời gian ra viện thì còn tùy thuộc vào cái đáp ứng của bệnh nhân và cái tình trạng tăng men gan để mình có thể tăng giảm liều cho bệnh nhân trong quá trình ra viện. Thứ hai nữa về cái chạn beta giao cảm thì nhịp tim của bệnh nhân thì cũng tương đối nhanh, là trên 120 lần. Mình có thể dùng Brovaranolone hoặc là Conco hoặc beta nhé. Chị có ý kiến như vậy. Rồi. Cảm ơn chị Quỳnh. Cô cảm ơn Quỳnh nhá. Thế thì như này, trước tiên là đối với bệnh Basedow mình phải có 3 phương pháp điều trị, là phương pháp điều trị bằng khám trạng tổng hợp nội khoa, rồi phương pháp điều trị bằng iốt phóng xạ và phương pháp điều trị bằng phẫu thuật. Thì ở đây các em sẽ lựa chọn phương pháp nào? Quỳnh nói lại về phần lựa chọn phương pháp điều trị. Các bạn ấy nói chị có trình bày qua rồi. Chị đã trình bày là có 3 phương pháp là nội khoa. Ok. Rồi ok. Ở đây cũng có thể đặt ra vì nếu như mà men gan mà bệnh nhân mà không xuống được thì có thể phương pháp điều trị bằng iốt phóng xạ và phương pháp phẫu thuật cũng có thể đặt ra trong tương lai của bệnh nhân. Quỳnh có nghe rõ không nhỉ? Để em nghe rõ ạ. Đấy, do vậy mà ở bệnh nhân này thì rõ ràng là có thể điều trị nội khoa, nhưng vấn đề điều trị nội khoa của chúng ta lại gặp khó khăn vì men gan của bệnh nhân tăng khá cao. Tăng hơn gấp 3 lần bình thường, gấp 4 lần bình thường, hơn gấp 3 lần bình thường rồi.
Do vậy mà vấn đề điều trị nội khoa chúng ta lại khó khăn. Vậy thì liệu chúng ta có điều trị bằng iốt phóng xạ hoặc là điều trị bằng phẫu thuật cho bệnh nhân hay không? Thì cô cũng chia sẻ ngoài các ý kiến của Quỳnh nói thì cô cũng muốn chia sẻ thêm là ở bệnh nhân này thì nếu như chúng ta điều trị iốt phóng xạ ngay cho bệnh nhân thì nó có một cái nguy hiểm là đang nhiễm độc giáp nặng thế này, và khi mình dùng iốt phóng xạ nó sẽ phá hủy các cái tế bào tuyến giáp, và một lượng lớn hormone tuyến giáp đã được sản xuất tại các nang giáp sẽ giải phóng ồ ạt vào trong máu, và bệnh nhân sẽ lên cơn nhiễm độc giáp cấp và có nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy nếu như mà có điều trị bằng iốt phóng xạ sẽ là cái điều trị chúng ta sẽ để về sau, sau khi mà sử dụng các cái thuốc về nội khoa nó tương đối ổn đã, mà men gan bệnh nhân không cải thiện thì lúc đấy chúng ta sẽ xét đến cái phương pháp điều trị iốt phóng xạ. Còn một cái nữa là điều trị phẫu thuật thì có đặt ra vì men gan tăng quá thì mình có nên phẫu thuật cho bệnh nhân hay không, thì đây cũng là một cái chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Tuy nhiên trong giai đoạn này nhiễm độc giáp đang rất nặng, nếu các em mà đưa bệnh nhân đi phẫu thuật giống như là điều trị bằng iốt phóng xạ, nghĩa là các em có thể gây ra cái cơn nhiễm độc giáp cấp cho bệnh nhân, bởi vì khi mà chúng ta rạch vào vùng tuyến giáp là một lượng lớn các hormone tuyến giáp sẽ giải phóng ồ ạt vào trong máu và bệnh nhân có thể lên cơn nhiễm độc giáp cấp. Chính vì vậy dù là chúng ta lựa chọn phương pháp nào về sau thì hiện tại trước mắt chúng ta vẫn phải điều trị nội khoa cho bệnh nhân đã. Và nếu như điều trị nội khoa mà men gan của bệnh nhân cứ xuống dần, khi mà mình kiểm soát được tình trạng bình giáp của bệnh nhân rất là ổn, men gan xuống dần thì mình không có lý do gì điều trị bằng phẫu thuật hoặc lấy ốp xạ cho bệnh nhân. Nhưng nếu mà men gan và của bệnh nhân mà không xuống được mà thậm chí còn tăng lên, bởi vì cũng có một tỷ lệ nhỏ là ngoài cái trong cái quá trình điều trị thì bình giáp rồi, về mặt nguyên tắc là men gan xuống nhưng mà nhớ nó lại là viêm gan do thuốc, men gan lại tăng lên nữa, thì chúng ta cũng phải hướng tới cái việc mà có thể sẽ phải xét đến cái phương pháp điều trị hoặc là phẫu thuật hoặc là iốt phóng xạ cho bệnh nhân. Đấy, thì bệnh nhân này chúng ta cũng cần phải chú ý như vậy. Cô mời, không biết chị Mai chuyên khoa 2, bác sĩ Mai chuyên khoa 2 có tham gia vào cái vào cái nhóm của chúng ta hôm nay không? Em có cô ạ. Xin ý kiến của bác sĩ Mai chuyên khoa 2, người chuyên làm về cái tăng men gan ở bệnh nhân mà Basdo này, thì em cho ý kiến về cái điều trị nội khoa của bệnh nhân giai đoạn này. Trên bệnh nhân này thì thưa cô là em nghĩ mình có thể dùng chẹn beta là chính, và mình có thể cho một cái liều kháng giáp trạng liều thấp 5mg ạ. Chắc là sau khoảng 1-2 tuần thì thường bệnh nhân cũng sẽ dần dần bình giáp dần ạ. Sau đấy khi mà men gan nó xuống thì và khi đó thì men gan cũng sẽ xuống và mình sẽ tăng liều của kháng giáp trạng tổng hợp sau ạ. Nhóm 2 một tí là nó có tương ứng men gan bao nhiêu, mình dùng liều thuốc kháng trạng tổng hợp liều bao nhiêu không? Em chưa xem được cái này, em đọc thì em cũng chưa thấy có cái mức nào tương ứng của ạ, bởi vì những cái tài liệu này nó rất là ít. Thế nhưng mà thường thì khi mà men gan tăng trên 5 lần, tức là có nguy cơ viêm gan cấp, thì có chống chỉ định dùng kháng giáp trạng tổng hợp lúc đó. Thế trên bệnh nhân này thì tăng khoảng gần 4 lần thì mình có thể dùng cái liều thấp tối thiểu ạ. Em nghĩ là như thế ạ. Vậy thì mình sẽ với bệnh nhân này thì mình sẽ theo dõi men gan bao lâu một lần hả Mai? Thường thì có thể khoảng sau 5 ngày là mình có thể đánh giá lại men gan khi mà mình dùng chẹn beta và kháng giáp trạng tổng hợp liều thấp ạ. Tại sao lại 5 ngày mà không phải là hàng ngày? Bởi vì ở cái mức men gan như thế này thì nếu như mà men gan chính tăng trên 5 lần so với giới hạn trên của bình thường thì mình sẽ phải đánh giá sát hơn. Còn dưới mức đó thì cái nguy cơ mà viêm gan cấp thì không cao lắm khi mà mình đã được kiểm soát. Thì thường thì mình sẽ có thể giãn cách hơn. Cũng không có cái mức nào mà để cho mình, tức là tương ứng mình cần tầm soát bao lâu. Thường là khoảng 3 đến 5 ngày mình có thể làm lại cơ ạ. Rồi, cũng cảm ơn bạn Mai.
Mai cần phải đọc kỹ hơn cho cô về vấn đề này nữa nhé. Vâng. Anh cần phải đọc kỹ hơn, đấy là cô giao nhiệm vụ cho bạn Mai, cho bác sĩ Mai chuyên khoa 2. Cần phải đọc kỹ hơn cho cô về vấn đề này. Thực ra thì đối với bệnh nhân này, khi mà mình dùng thuốc kháng sản tổng hợp thì nên theo dõi men gan thường xuyên hơn. Sau 5 ngày thì cô nghĩ là các bạn để quá dài nhá. Men gan tăng gấp hơn 3 lần, gần 4 lần bình thường, 4 lần bình thường này, thì các em nên khoảng 1-2 ngày, thậm chí theo dõi men gan hàng ngày cho cô khi mà mình dùng thuốc kháng sản tổng hợp. Tình trạng cường giáp, nhiễm độc giáp thì cũng khá là nặng với cái FT4-100. Thì liều mà sử dụng thuốc kháng sản tổng hợp, em sau khi đã loại trừ hết tất cả các loại viêm gan thì các em có thể dùng với liều 5 hoặc 10mg cũng được. Nhưng mà các em phải theo dõi men gan hàng ngày cho cô. Đấy. Còn chạy beta giao cảm thì các em phải chú ý là về các em vẫn phải hỏi các cái chống chỉ định bệnh nhân có hay không thì mới dùng, chứ cô thấy các em cứ cho mà không hỏi bệnh nhân xem có cái tiền sử hen này hoặc là có suy tim hay không. Các em không làm siêu âm tim thì cũng khó đánh giá được cái mức độ suy tim của bệnh nhân, phải không nào? Thế thì các em cũng cần phải hết sức là lưu ý, phải hỏi những cái đấy thì mình mới cho được chạy beta giao cảm. Hôm nay thì ở bệnh viện cũng có một cái bệnh nhân mà họ các tuyến trước các bạn cho chạy beta giao cảm và bệnh nhân cuối cùng cấp cứu vì phải đặt máy tạo nhịp vì cái nhịp tim nó xuống thấp quá. Đấy. Thế thì các em phải hết sức là lưu ý cho bệnh nhân. Và dùng chạy beta giao cảm thì các em phải dùng với liều thấp thôi. Thông thường thì với những bệnh nhân nhiễm độc giáp thì chúng ta nên dùng chạy beta giao cảm mà không chọn lọc, nghĩa là Durocarbin hoặc Propanolol. Thì chúng ta sử dụng với liều thấp thôi, thường là bắt đầu với cái liều 20mg, nghĩa là nửa viên Durocarbin hoặc là nửa viên Propanolol một ngày thôi nhá. Chúng ta không nên dùng liều cao quá. Mấy giờ? Thế thì hôm nay chúng ta cũng không còn thời gian nữa và phòng sau đại học họ cũng nhắc rồi. Thế và cô cũng cảm ơn các em hôm nay tham gia, cũng rất là chịu khó, cũng đã đọc nhiều, cũng bàn luận cũng hết sức là sôi nổi. Và đây là cũng là một trong các ca khó. Có thể là chúng ta lại sẽ tiếp tục về cái phần điều trị cho bệnh nhân này trong những cái buổi lần sau nữa. Và sáng thứ 6 đúng không nhỉ? Sáng thứ 6 thì cũng từ 9 giờ thì chúng ta lại tiếp tục một cái bệnh án bệnh nhân đái đường, đái tháo đường. Và có thể quay lại cái bệnh nhân Basdo vào trong tuần tới nhá. Cô cảm ơn các em và chúc các em một tuần mới làm việc nhiều động lực, hăng say. Chúc các em học tốt và nắm vững kiến thức. Cảm ơn em. Cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn cô ạ. Cái này nhé thì